Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng nhau lắng nghe bài đọc tức tin tựa đề Sống trọn vẹn một ngày. Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm, Brian Dyson, tổng giám đốc của tập đoàn Coca-Cola, đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người. Cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Công việc là một quả bóng cao su. Khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng còn 4 quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng, thậm chí bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó và để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn. Phải làm thế nào đây? Bạn đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt. Bạn cho đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình. Cho nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa. Bạn cho để cuộc sống trôi qua kẻ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. Cho bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ là thật sự trở nên bế tắc khi mà ta thôi không cố gắng nữa. Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm. Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu đó là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chấp cho nó đôi cánh. Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống, mà còn có khi quên cả nơi mình định tới. Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu mà bạn luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Cuộc đời không phải là đường chạy, nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua. Chúa Giêsu phán: Như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Trích trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 9. Chúa yêu thương bạn. Amen.